gia đình thăm ba mà cô cứ bận bịu làm sao được, khi nào về đi qua bên Mã Lai đi được cô làm. Cô có làm đâu, có mỗi lớp mình là cô dạy đấy, mỗi lớp mình lớp hôm qua thứ ba cũng nghỉ luôn, là có lớp nào được dạy đâu, dạy mỗi lớp mình không đó. Có làm đâu các bạn. Ok, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra bài cũ một chút xíu và bài mới nhá. Kiểm tra bài cũ thì tình huống cũ chúng ta học chủ đề tại chợ đêm nào. Bây giờ chúng ta họp chợ một lát được không? Đi Basamalam nào. Đi Basamalam hôm nọ có hai bạn thực hành rồi, hôm nay cô mời các bạn khác nào. Hồng và Mai có làm được không? Ok, bây giờ tới từng một bạn một, cô sẽ bán cho Hồng mua, à, cho Mai mua trước, sau đó đến Hồng nhá. Bạn nào tắt tên Tường Vi vào của cô với. Tường Vi đâu rồi, chưa thấy vào lớp nào. Hi, selamat datang. Awak nak beli apa? Saya ada jual buah-buahan, sayur-sayuran dengan bekas rumah. Pakaian bun ada, mau beli apa? Cô đang chậm xíu rồi Ok, tự như là đặt giả thiết là bây giờ cô ở chợ đêm và cô bán rất là nhiều thứ, rau củ hoa quả này, rồi thiết bị gia dụng này, rồi quần áo này, đúng không nào? Quần áo, mũ, giày dép, pakaian có nghĩa là bao gồm tất cả giày dép, mũ, quần áo, rồi kính mắt, đại khái là pakaian có nghĩa là những thứ mà chúng ta dùng để phục vụ cho cái việc mà chúng ta ăn mặc. Thì tất cả những thứ đấy cô bán, bekakaruma là thiết bị gia dụng và sayur sayuran là rau củ và puapuahan là hoa quả. Vậy thì em muốn mua thứ gì? Saya mau bubuhan. Puapuahan ada banyak. Awak nak beli apa? Durian, rambutan, mangga. Saya mau awak ada tembikai, you how ada? Tembikai ada. Tembikai 1 kilo RM3. Awak nak berapa biji? Saya mau 5 kilo. Oh, 5 kilo ah. Saya cuba tengok ambil satu biji tengok cukup 5 kilo tak? Kalau lebih ke kurang sikit boleh tak? Saya mau ya boleh lah kurang. Cô nói lại nhá. Em mau cô nói là saya jumpa lah. Saya cuba lah ambil 1 kilo. Saya timbang tengok dia cukup tak cukup lah. Kalau lebih atau kurang sikit boleh tak? Kurang sikit. Ya, boleh. Ok, yeah, boleh. Đúng nào. Câu trả lời thì hợp lý. Còn dịch thì em dịch ra sao cái câu vừa cô nói? Trả lời thì hợp lý rồi đó. Em chỉ dịch cái câu cuối là cái lý do vì sao mà cô nói như vậy đó là tại vì là dưa hấu thì cô bán là 3 rích 1 cân đúng không nào, nhưng mà nó một cân một mà cô bán theo quả đó không nào, thì em muốn mua 5 cân thì cô nói là vậy cô sẽ thử chọn một quả và cô cân lên, nếu mà thiếu hoặc thừa một ít thì có được không, ý là ý cô hỏi em đó là, thì em trả lời là bolela có nghĩa là được đúng không. Ok, ini ngâm ngâm cukup 5 kilo. 5 kilo 53 15 đó là 3 cân 1 dích. Quên mất, sorry. 3 dích 1 cân mà 5 cân là 35 15 đúng không các bạn? 15 dích 5 plus ringgit. Mau beli apa lagi ta? Ya, selamat petang Ciku dan semua orang. Sudah siap ke makan? Sudah makan. Ya. Sudah. Oke, okay, Mai tiếp tục nào. Mau beli apa lagi tak? Mau beli apa lagi tak? Saya ada mau nanas. Nanas, RM2.50 satu biji. Awak nak berapa biji? Saya mau 2 biji nanas. Okay. Saya mau manis. Manis, ini sangat manis punya ini
dari Thailand punya, dia sangat manis. Cukup ke belum? Sudah cukup ke belum? Sudah. Tembikai RM15 dengan nanas RM5. Semua RM20 lah. Ya. Okay, terima kasih Nainggari datang lagi ya. Ya, terima kasih. Rất là tốt đúng không nào, nghe được trả lời đi chợ mua hàng là sẵn sàng mua được rồi, đó là sẵn sàng mua được và rất là dễ tính, không cần trả giá luôn đúng không nào, rất là dễ tính. Hồng thì sao nào em? Dạ. Ví dụ như bây giờ em ra chợ đêm nào, ví dụ bây giờ cô đang bán rất là nhiều thứ, bây giờ cho em hỏi trước mà em sẽ hỏi như nào để mua một món đồ gì nào? Ví dụ em muốn mua đồ. Di sini ada jual baju tak? Ada, banyak. Awak nak yang mana? Saya boleh tengok itu gaun. Oh, ya boleh. Awak nak mana warna? Saya mau hitam, hitam. Warna hitam. Hitam warna size M atau size S? Saya mau L size. Oh, L size boleh. Awak boleh dan cuba. Saya mau panjang lah. Panjang, panjang dak gaun. Oh, ini panjang punya. Sudah sampai punya mata kaki sana. Boleh, boleh ya. Awak boleh cuba punya, tapi saya tak ada bilik cuba lah di sini. Awak boleh cuba dekat dalam punya badan. Tak mau cuba lah. Okay, ini harga ini gaun berapa? Berapa wang? RM57. RM57. Ay, mahal lah. Boleh kurang sikit-sikit lah. Oh, ini saya tak boleh kurang banyak lah. Kalau boleh saya kasih kurang RM2 bolehkah? Hah? RM2 sahaja? Ya, ini saya ambil masuk pun sudah mahal lah. Saya awak ialah lengan pertama hari ini saya baru kasih kurang sahaja. Tak, tak, kalau orang biasa saya tak kasih kurang punya. Okey lah. Saya mau ini ya. Okey, terima kasih. Awak mau baju ke? Mau seluar ke? Apa-apa? Ada banyak lagi? Kasut pun ada? Kasut saya tengok, saya mau tengok. Tengoklah, tengoklah. Kalau suka yang mana bagi saya tahu. Saya mau 39 size. Ada? Ada. Ada tak? Ada yang ini kan, yang hitam ini kan? Ya, saya mau hitam. Okay. Berapa uang? Ini ya, ini murah saja RM35. RM30. RM35. RM35. Boleh kurang RM5 tak? Oh, ini saya memang tak boleh kurang. Saya sudah kasih harga banyak murah lah. Sebab awak sudah tolong saya beli gaun, saya tak ada cakap tinggi lagi lah. RM50 atau sorry, RM35 tak boleh kurang. Ya, okey lah. Saya mau kasut dah dan gaun lah. Okey, terima kasih. Lain kali datang lagi ya. Ya. Rất là tốt. Hôm nay thế này đi mua hàng thì còn ai mà nói dối được nữa đúng không các bạn? Mặc cả tới đến như thế, cái nào cũng mặc cả thế thì sao mà hỏi được? Bắt nạt đấy. Mua hàng thế là ok rồi, mua hàng thế là rất tốt rồi. Nếu các bạn như thế là các bạn đồng, các bạn nếu ra chợ bây giờ cô tin là các bạn đều mua hàng được rồi. Nếu cho các bạn đi ra ngoài chợ một mình hoặc là đi siêu thị hoặc là đi đâu đó, các bạn đều có thể giao tiếp với người bán hàng được rồi đúng không? Dạ. Cô hôm qua em mới đi siêu thị em mua được mấy cái áo, em nói với người Mã Lai em vui quá trời luôn.
Đúng rồi, đúng là các bạn thấy mua bán nó rất là dễ dàng. Ví dụ như là thường thường người ta đâu có nói nhiều như cô đâu, người ta cũng chỉ hỏi những cái vấn đề xung quanh cái vấn đề mà ta mua cái gì đó, chúng ta chỉ hỏi họ là thử ở đâu hoặc có size này size kia không, đúng không nào? Chúng ta chỉ nói những cái điều đơn giản đó thôi, mà còn giá cả trong siêu thị tất nhiên chúng ta không được mặc cả rồi đúng không các bạn? À, không được mặc cả, chúng ta chỉ yêu cầu họ là có cái mới không, hoặc là ví dụ như là có cái màu khác không, hoặc là cái kiểu như này để ở chỗ nào thôi. Thường thường nó chỉ có những cái điều đơn giản như vậy thôi. Khi mà các bạn nói được thì các bạn thấy cuộc sống nó rất là vui và nó rất là thú vị hơn khi là chúng ta không nói được, đúng không các bạn? Đi ra ngoài đường mà chúng ta không hiểu là người đang nói cái gì, người kia nói cái gì, nhưng mà khi nói được thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui. Các bạn cứ thử đi, chúng ta sẽ thấy rất là vui, đúng không nào? Thì đó là cái bài cũ của chúng ta, rất là đơn giản như vậy thôi, vừa thiếu tường vi, đúng không? Các bạn có tắt tên tường vi của cô không? Tường Vi hôm nay đâu rồi, hay là sáng cô nhắn bằng tin nhắn thoại, cô sợ là bạn quên đúng không? Cô không biết là các bạn có nghe không? Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với một tình huống mới, đó là tình huống tại phòng khám. Chúng ta sẽ đến với chủ đề tại phòng khám và chúng ta sẽ gặp gỡ bác sĩ trong lúc chúng ta khám bệnh, chúng ta sẽ nói như thế nào nhé. Các bạn sẽ mở sách trang 49 đúng không các bạn? 49 chúng ta sẽ ha, nó tuần này thôi, không là tuần sau cô sẽ về lại Malaysia rồi. Và tuần sau về thì cô có 3 ngày đại hội, nếu mà trùng thì cô sẽ sắp xếp ngày, không nào. Tuần sau là về rồi. Chưa về nhưng mà rất là nhiều lịch công việc. Chưa về nhưng rất là nhiều lịch công việc. Ok, chúng ta sẽ đến với từ vựng của trang 50 các bạn nhé. Cô sẽ chia sẻ phần từ vựng. Và đây là một trong những cái tình huống rất là quan trọng. Nếu như bạn nào biết rồi thì chúng ta tham khảo thêm. Bạn nào mà chưa biết thì chúng ta thực sự chú tâm cái tình huống này để chúng ta sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta đi phòng khám. Thì cô biết là các bạn là lấy chồng người Hoa thì các bạn thường chọn những cái phòng khám mà nó có người Tàu để các bạn khám. Nhưng nếu mà các bạn vào bệnh viện, các bạn bắt buộc phải nói chuyện với y tá. Và đôi khi và y tá ở những phòng khám người ta cũng là những người Mã Lai thì chúng ta cũng cần phải nói chuyện với họ, người India. Thì các bạn có thể sử dụng tiếng Anh nhưng tiếng Mã cũng là một trong những ngôn ngữ mà rất phổ biến chúng ta cần phải nắm được. Và nếu như mà đặc biệt các bạn đi bệnh chính phủ thì nhất định phải biết tiếng Mã. Không biết tiếng Mã thì nó hơi vất vả cho các bạn một chút xíu. Phần đầu tiên cô chia sẻ là phần các căn bệnh. The mum các bạn nhé. The mum này chính là sốt. The mum là sốt, ví dụ như là thường thường mà cảm cúm đó, sơ sơ mơ, nhưng mà rất ít người sử dụng câu đó, đúng không? Là thường thường là say the mum, đúng là the mum là nó bao gồm cúm, sổ mũi, hắt hơi, đó là cái từ mà chúng ta bao gồm cả những cái mà chúng ta gộp lại, nhưng mà thường thường the mum nó là cái riêng của nó là sốt các bạn nhé. The mum tinh ghi và the mum rin ngan thì là sốt cao và sốt nhẹ. Thì nhiệt độ cơ thể trung bình của con người là bao nhiêu các bạn biết rồi đúng không nào? 36, 37 37 độ hơn là chúng ta hơi sốt rồi, còn 38, 39, 40 là sốt cao rồi. Nên là các bạn chú ý nhé, nhiệt độ cơ thể con người chúng ta thường xuyên đo. Mùa Covid ai cũng đo, bây giờ bớt phải đo rồi chứ trước là ngày nào không đo đúng không các bạn? Hidung là bộ phận mũi của chúng ta, hidung tơ sumpat nó chính là tắc nghẽn rồi, còn tơ sum bạn là chúng ta thêm trở thành động từ thôi chứ chính thức cũng không cần thêm cũng được. Hidung sum bạn, hidung tơ sum bạn, tắc nghẽn, ngạt ngạt mũi đó. Hidung brai brai nhé các bạn nhé, brai. Một số các bạn cô không biết được cái từ này các bạn đọc như nào, nhưng các bạn cứ đọc thành brai y đúng không nào, brai y, không có brai y mà brai thôi nhé, sổ mũi. Munta, cái từ munta này thôi, munta là lôn, là ói. Mau munta là buồn nôn, buồn ói, đó nè. Còn cái từ noia này các bạn học cũng được, không học thì có thể ít người sử dụng nên cô để trong ngoặc. Susa là khó khăn rồi, đó nè. Giờ có đang xé bài nhận susa là bây giờ tôi rất là khó khăn. Ví dụ như vậy thì từ susa, còn từ la phát là thở, la phát là cái hành động thở. Per la phát là thở, đúng không nào? La phát nó chính là chữ thở nhưng mà nó không phải đang thở, thì chúng ta sử dụng per la phát. Burning, cái này là burning các bạn nhé, không phải là burling, nó là burning, burning, hai chữ n, burning, burning chóng mặt, nhức đầu, nó là say sáng burning là tôi rất là nhức đầu. Ví dụ như là các bạn thấy một cái nơi nào rất là ồn ào ồn ĩ, các bạn có thể nói là tôi rất là burning này, nó là, hoặc là
Say ăn nạm bá nhạy bi sinh, say bá nhạy bẩn ninh. Con của tôi nó rất là ồn, rất là nghịch, thì chúng ta có thể sử dụng cái từ bẩn ninh này để miêu tả cái hành động của chúng ta cảm thấy chóng mặt, nhức đầu. Dara là máu, brara là chảy máu. Chiris biris là bệnh tiêu chảy. Chiris biris. Cô sang bên này trước các bạn nhé. Tekanan dara. Thì cái bệnh tekanan dara này là cái bệnh huyết áp, bệnh huyết áp đó. Còn tinggi và rendah này các bạn thêm vào thôi. Tinggi rendah là huyết áp cao, huyết áp thấp. Bato là ho. Bato. Sakit là đau, thì đây là một cái từ mà chỉ chung. Chúng ta sử dụng cái từ này, đau ốm đúng không nào? Sakit. Harini saya sangat sakit, là hôm nay tôi rất là đau đúng không nào? Tôi hoặc là ví dụ như là clapper dia tak ada masuk hari ini, dia sakit. Đó là cô ấy bị ốm, cô ấy bị đau, chúng ta cũng có thể sử dụng từ này nhé. Hoặc là đau ở đâu, saya sakit kepala, tôi đau đầu. Saya sakit hidung, tôi đau mũi. Saya sakit gigi, tôi đau răng. Hoặc là saya sakit tangan, tôi đau tay. Hoặc là saya sakit sini cũng được, tôi đau ở đây. Saya sakit sana, tôi đau ở chỗ này. Thì đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái từ sakit này. Sakit teka là cái vùng cổ họng này, sakit teka. Chúng ta đau ở cái vùng cổ họng, viêm họng, chúng ta sử dụng cái từ này. Bơ nhà kệ, cái này là bơ các bạn nhé, không đọc là bơn nhé. Bơ 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 nhà kệ. Bơ nhà kệ là bệnh. Áo quạ bơ nhơ, bơ nhà kệ mà chăm má nữa. Cái căn bệnh của bạn như thế nào, đúng không nào? Hoặc là bơ nhà kệ răn tung, bơ nhà kệ hi đung. Ví dụ như là bệnh về tim này, bệnh về mũi này. Hoặc là bơ nhà kệ hati, bệnh về gan. Hoặc là bơ nhà kệ về lampung, bệnh về dạ dày. Hay là bệnh về gì đó thì chúng ta sử dụng cái từ này, bơ nhà kệ. Radang là viêm, radang là viêm các bạn nhé. Ví dụ như là radang viêm gì đó. Saya ini kena punya pisau sekarang sudah radang. Cái chỗ này tôi bị dao nó cứa vào và bây giờ nó đã viêm lên rồi. Thì ví dụ như vậy chúng ta cũng có thể sử dụng từ này. Hoặc là radang hidung, radang nó cũng là bệnh viêm mũi. Thì cái từ radang nó là viêm. Còn paru paru là phổi. Pa nhé, đọc bật hơi không phải là pha. Pa, đọc bật hơi cho cô. Paru paru. Baru lại khác, liệu có đọc là b a ba r u thì baru mà a b c là cái gì các bạn? Mới Mới đúng không nào? Còn cái này là pa. Nhưng một số các bạn nghe nhầm, các bạn đọc thành là faru faru thì lại không phải các bạn nhé. Faru faru là không phải từ này. Pa pa bật hơi pa. Còn khi mà các bạn đọc là ba baru thì khác. Baru baru tào hôn baru là năm mới, còn cái này là paru không phải là faru. Một số các bạn hiểu nhầm chữ này đọc bật hơi, các bạn đọc thành chữ phờ là không phải nhé, chữ này là pờ thôi. Cái căn bệnh là căn bệnh cancer, ung thư. Bơn nặng, sẽ sáng ngận bơn nặng là harini, tôi rất là mệt mỏi, thì cái từ bơn nặng này được sử dụng nhé. Bơn nặng. Tạ si hát thì si hát là khỏe rồi, tạ si hát tất nhiên là không khỏe. Sẽ si hát đúng không nào? Harini sẽ tạ si hát là hôm nay chào Trang nhé và lớp em nha. Xuống cái phần bên dưới này, sơ sát là tắc nghẽn, sơ sát là tắc nghẽn. Dada là ngực, ngực, ngực của con người đấy các bạn. Không phải là ngực của phái nam, cũng không phải là ngực của phái nữ, mà là ngực của con người. Sơ sát dada. Bata là gãy, bất cứ cái gì gãy chúng ta cũng có thể dụng từ này. Ta đi xe té ngọ sana de satu sơ bo cọ soda bata. Vừa nãy tôi nhìn thấy một cái cây nó đã bị gãy rồi, đó là sơ bua. Nếu mà bọ cọ thường chúng ta sử dụng là sơ bua thay cho từ satu hoặc là sơ sơ bua bọ cọ soda bata, ví dụ như vậy. Bata là gãy, bata tangan là gãy tay. Còn gãy cái gì thì các bạn có thể thêm vào nhé. Patakaki gãy chân, tangan là tay, kaki là chân. Yururawat thì yururawat nó là cái nghề, nghề y tá. Còn ví dụ như là thường thường vào y tá thì trong bệnh viện các bạn sẽ gọi là misi, cô biết là như vậy đúng không nào? Misi là chỉ về y tá, còn nghề y tá thì chúng ta sẽ nói là yururawat. X-ray là chụp X-quang, X-ray. Bemeriksaan khám hoặc kiểm tra. Khám hoặc kiểm tra. Ví dụ như cái từ này bây giờ các bạn là hôm nay cô cho các bạn làm tiết kiểm tra thì cô có thể sử dụng từ này nhé, bemeriksaan.
hoặc là khám kiểm tra cái gì, kiểm tra hộ chiếu, kiểm tra giấy tờ, kiểm tra hành lý, chúng ta cũng có thể sử dụng từ này để sử dụng khám bác sĩ, khám. Nhưng không ai nói như này. Ví dụ như bây giờ tôi muốn đi khám bác sĩ thì không ai sử dụng từ này, hiểu không nào? Ví dụ như là khám bác sĩ thì chúng ta lại nói khác. Khám bác sĩ thì chúng ta thường thường các bạn đi gặp bác sĩ các bạn sẽ nói sao? Chúng vào doctor hoặc là sẽ là té ngọ doctor, giống như ủa yêu khan y sân, không nào, hoặc ủa yêu chảo y sân. Hoặc là thì đó là những từ mình sử dụng, không ai nói là sẽ là bermeric saan doctor, không ai nói như vậy các bạn nhé. Khám là bác sĩ sẽ khám cho bạn thì sẽ sử dụng cái từ này bermeric saan. Ultrasound, cái từ này từ đi mượn các bạn nhé, nên là các bạn có thể đọc là ultrasound cũng được, ultrasound siêu âm. Ucien thì cái từ ucien này là thi rồi. Thi hoặc là xét nghiệm cũng được các bạn nhé. Ucien dara. Ucien ai cần trinh là nước tiểu, dara là máu. Đây là những cái cách khám bệnh thông thường mà các bạn thường sử dụng, ví dụ như là khám xét nghiệm tiểu này. Kersihatan là sức khỏe rồi. Yabatan, kersihatan là bộ y tế, thì Japan cái từ Kersihatan này sẽ là sức khỏe. Kochamasan là khẩn cấp cấp cứu, chúng ta đã học cái từ này rồi. Chúng ta đã học cái từ này ở đâu đó, cô nhớ không nhầm đã học ở đâu đó rồi. Kochamasan, trường hợp khẩn cấp cấp cứu, và cái từ này nó còn được viết ở phòng cấp cứu nữa các bạn. Phòng cấp cứu người ta cũng biết như này. Cô biết là các bạn thường nói là ICU, đúng không? Là ICU, nhưng chính là cái này đấy các bạn, Kochamasan. Kochamasan khẩn cấp cấp cứu. Hoặc nếu như chúng ta thực sự chúng ta bị đau, chúng ta đang khẩn cấp cấp cứu, chúng ta không thể xếp hàng, chúng ta vào phòng khám thì sẽ nói là sayayala kachamasan. Tôi là trường hợp khẩn cấp cấp cứu, hoặc là nói cách khác. Sayasangasake, sayabanyasake, sayatabuetahan. Đó là tôi rất là đau, tôi không thể chịu được nữa rồi, thì chúng ta sử dụng từ này thay cho cái từ kachamasan, khẩn cấp cấp cứu. Masala là vấn đề. Ada apa masala? Masala nhé, masala. Rasa cảm thấy, hương vị từ này chúng ta học rồi. Awak rasa macam mana? Sekarang awak rasa macam mana? Bác sĩ thường xuyên hỏi như vậy. Đúng không nào? Awak rasa macam mana? Sekarang bạn cảm thấy như thế nào? Jangan risau. Yên tâm hoặc là đừng có lo lắng. Jangan risau semua barang ada yua kat sini. Từ này các bạn học rồi. Cô nhớ là như vậy. Serious, từ này cũng là một trong những từ đi mượn, nên là các bạn đọc theo tiếng Anh cũng được, serious nhá, serious. Còn ví dụ các bạn đọc serious, người Mã người ta cũng hiểu, nhưng mà thường thường người ta phát âm theo tiếng Anh, serious. Pemeriksaan, prescripsi. Cái này nó hơi có âm bờ, bật lưỡi đằng trước, bật hơi đằng trước nhá, hơi khó đọc một tí. Prescripsi, nhưng mà không phải là rec luôn, nó là per trước, prescripsi. Bật hơi xong mới đến rec các bạn nhé. Rec, ripsi. Đơn thuốc. Upat là thuốc. Tất cả các loại thuốc đều bắt đầu từ bằng chữ upat. Ngoài thuốc lá thôi. Cái này cô từng nói rồi. Rehat. Đây là rehat là harini. Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi chẳng hạn. Chúng ta sử dụng từ này. Rehat. Hoặc là sekarang saya masa rehat lah. Bây giờ tôi đang trong thời gian nghỉ ngơi. Đúng không nào? Masa rehat chúng ta cũng được sử dụng. Hoặc là harini saya nak rehat. Cũng được. Hoặc là ạ mau rehat lepe la, đó là bạn phải cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn thì chúng ta sử dụng từ này cũng vẫn được. Tari này là cái gì các bạn, nghĩa của nó tiếng Việt, nghĩa của nó tiếng Việt đứng một mình. Tari là gì? Kéo. Các cụm từ đối nghĩa đó, tari kéo. Từ đối nghĩa của nó là gì? Từ đối nghĩa của tá rị là gì? Tô lạ. Đúng rồi, tô lạ, đẩy, kéo, đẩy, tô lạ nhá. Thì tô lạ nó chính là kéo và đẩy. Còn khi tá rị này chúng ta thêm mấy cái chữ thở vào, nó sẽ thành hít vào. Tá rị la phát. Khi chúng ta đi chụp X quang đó các bạn. Hoặc là chúng ta làm cái gì cũng vậy, đúng không nào? Hít vào. Khi nào y tá cũng kêu chúng ta hít vào, thở ra. Nếu như bạn nào mà yêu thích đại học yoga thì tất nhiên sẽ có cái câu này rồi. Nhưng mà yoga chúng ta sẽ không tìm cô giáo người Mã, đúng không nào? Tá rị la phát. P là phát, có nghĩa là thở ra. P là phát, P là han là han. Hít vào và thở ra một cách chậm chậm. Dara là máu, vừa nãy cô nói rồi. Bera.
Bết ạ thì cái từ này nó là từ đại tiện, nhưng mà từ này thì ít được sử dụng cho cuộc sống hàng ngày nhé các bạn nhé. Tại vì sao? Từ chúng ta ít khi nói là à xe nạ bừng ghi bết ạ, thì không ai nói như vậy, nó hơi mất lịch sự chút xíu đúng không nào. Nhưng mà tại sao lại đưa vào đây? Tại sao đưa vào đây? Khi chúng ta đi khám bác sĩ đó đúng không nào. À, chúng ta có thể nói bác sĩ ô xe tạ bô lê. Ví dụ như là đôi khi chúng ta mổ xong, chúng ta làm gì xong đó, hoặc là chúng ta đi khám bác sĩ, chúng ta bị táo bón chẳng hạn, chúng ta không có thể đi đại tiện được, chúng ta có thể nói các bạn nhé. Ngân trinh cũng như vậy, tiểu tiện. Upatthahan saket, cái thuốc upatthahan saket này nó là cái thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau này, cái thuốc này là cái thuốc giúp chúng ta giảm đau đớn. Nhưng mà có một điều rằng là cô thì không biết chứ các bạn thì cô không biết chứ cô là bị dị ứng với thuốc này các bạn. Dị ứng là upatthahan saket. Thường xuyên dị ứng với thuốc này. Nhưng mà paracetamol tự nhiên uống không được, đúng là upatthahan saket, thuốc giảm đau. Tiếp sang bên trang này, sang trang này hết rồi. Thì đây là các căn bệnh. Thì từ nãy giờ cô đọc có từ nào mà các bạn không đọc được không? Mời bạn đọc cho cả lớp nghe nhé. Mai có thể đọc cho cả lớp nghe không em? Đọc phần trên này, tí phần dưới cô sẽ mời bạn khác. Dạ. The mam pingi, the nam pingan, hidung tơ sâm bát, hidung bơ rai. Munta, susa nafas, bernin, hernin, berdara, birit, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, betok, sakit, tekak, berjakit jantung, radang paru-paru, paru-paru, kanker, penat, tak sihat. Ok, cảm ơn Mai nhé, rất là tốt, đúng không nào? Hồng đọc cho cô phần bên dưới này nào Hồng. Yeah. Dada cũng được, em không sao. Bata tangan, bata kaki, cururawat, istray. Pemeriksaan ultrasound, ujian darah, ujian air kencing, kesehatan, kecemasan, masalah rasa, jangan risau, serius, press prescripsi, ubat, rehat, tarik nafas, bernafas, darah, berat, kencing, ubat, tahan sakit. Ok, cảm ơn Hồng nhá, cũng rất là tốt đúng không nào. Thì đây là các căn bệnh, thì về nhà các bạn cố gắng là các bạn học thêm, hoặc là các bạn đã từng nhìn thấy căn bệnh nào rồi. Có cái từ căn bệnh nào mà các bạn từng nghe, từng biết mà không có trong bài học của cô không nào? Các bạn từng thấy căn bệnh nào, hoặc là bản thân các bạn, hoặc là bản thân người nhà các bạn có những căn bệnh nào mà các bạn từng đưa họ đi khám mà các bạn từng thấy rồi? Halahan hidung. Ồ, halahan hidung, mũi dị ứng đúng không nào? Hoặc là ví dụ như là trước kia mẹ chồng cô thì thường có bệnh tiểu đường, đúng không nào? Cân trinh manis. Hoặc là ví dụ như là hiện tại như cô bây giờ thì cô rất là hay là bị cái tekanan darah rendah, đúng không nào? Bị huyết áp thấp. Thường xưa như bình thường thì không sao, nhưng mà cô thì hay bị huyết áp thấp. Nếu như mà người yếu hoặc là đôi khi mà phụ nữ chúng ta đến ngày chẳng hạn, tự nhiên huyết áp nó cũng tụt xuống rất là nhiều. Chưa đến mức độ phải uống thuốc, nhưng mà lại cái là thường xuyên bị áp thấp. Và nếu mà các bạn nào mới đi cùng với cô thì các bạn thấy cô đi xa, thường thường trong túi cô lúc nào cũng có kẹo gừng, nào cô cũng có kẹo gừng đấy, từ Canada ra này. Còn ví dụ như là bệnh tiểu đường ngày xưa, cho lúc mà mẹ chồng cô đó, thì lúc đó bà bị tiểu đường rất là nặng, và mỗi lần cô thường vào bệnh viện lấy thuốc cho bà. Thì bệnh cân trinh malis là một trong căn bệnh mà người ở bên Malaysia rất là nhiều người mắc phải, đúng không các bạn? Rất là nhiều người mắc phải đó nè. Và hiện tại bây giờ một số những căn bệnh thường gặp hơn, ví dụ như là cái bệnh cancer này. Và cô chưa về đấy các bạn, cô chưa về thì có một người bạn của chồng cô, còn nhỏ tuổi hơn chồng cô nữa, rất là trẻ, bán
bán cửa hàng vật liệu xây dựng đó. Và tự nhiên là bị cancer mũi này các bạn, cancer mũi và không có phát hiện ra, không có phát hiện ra, đến cuối cùng phát hiện ra đã là thời kỳ cuối rồi và nó di căn khắp nơi, đó là một chưa đầy một tháng mà đã mất rồi. Bệnh cancer rất là nhiều. Thì ví dụ như các bạn không cần biết những căn bệnh quá nguy hiểm, chúng ta những căn bệnh nguy hiểm thì chúng ta cũng không mong muốn là nghe thấy nó, cũng không mong muốn gặp phải nó, nhưng những căn bệnh này thường xuyên các bạn gặp phải. Có ai mà không nói là em chưa bao giờ đờm mâm hoặc là chưa bao giờ bị sốt, bị ói, bị nôn, bị khó thở, thì những cái căn bệnh đó thì chúng ta thường xuyên gặp phải và chúng ta sẽ thường xuyên phải đi khám bác sĩ. Ở bên Malaysia thì không ai tự mua thuốc uống đúng không nào? Các bạn có khi nào tự ra pharmacy mua thuốc uống bao giờ chưa? Chưa, đúng là không, cô cũng không từng mua thuốc uống bao giờ đâu các bạn, trừ trường hợp là cô đi làm công việc ở đâu đó và tự nhiên mà bị ốm thì chưa có đi khám kịp thì thường hay uống những cái viên thuốc giảm đau nhức đầu, Panadol hoặc cái gì đó thì được, đó là Panadol hoặc những cái thuốc mà 6-8 nó giảm đau đầu khẩn cấp thì uống thôi, nếu đau đầu quá không chịu được thì mua uống thôi, còn thường thường là chúng ta phải đi khám bác sĩ, nhé. Thì chúng ta đã từng khám rồi thì chúng ta sẽ đến với cái bài hội thoại ngày hôm nay. Bài ngoại thoại ngay thì nếu như mà theo cô thấy thì nó hơi hơi ngắn so với việc của chúng ta đi khám bác sĩ, nhưng mà không sao, chúng ta tìm hiểu cái bài này xong chúng ta sẽ tự viết, tự mở rộng thêm trong cái bài hội thoại này nhá. Cô sẽ chia sẻ phần hội thoại. Đi clinic thì clinic chúng ta, cái clinic này cô tin là không bạn nào xa lạ rồi, chúng ta từng đi khám rồi. Clinic đó chính là phòng khám. Phòng khám thì nó có rất là nhiều những cái loại phòng khám, các bạn để ý nhé. Ví dụ như phòng khám thông thường thì ghi clinic và cái tên của nó. Ví dụ như là clinic Mater Hari, clinic Kluga, clinic gì đó, đúng không nào? Đó là những cái phòng khám thông thường. Nhưng ví dụ như bây giờ người ta ghi là clinic Pergigian thì các bạn có vào đó để khám sức khỏe được không? Không, đó là phòng khám gì? Khám răng. Ví dụ như là clinic Kulis là phòng khám gì? Da liễu. Da liễu, hoặc là clinic Unto Haiwan là phòng khám gì? Thú vật, động vật. Thú vật, động vật thì các bạn phải chú ý nhá. Chúng ta phải nhìn những cái clinic đó nó khám cái gì. Còn ví dụ như ta ghi clinic và cái tên của nó thì ok. Ví dụ như là clinic Kluga, chỗ cô, đó là phòng khám gia đình. Hoặc là clinic Matahari, phòng khám mặt trời. Hoặc là phòng khám gì thì đó là những phòng khám chúng ta có thể vào khám. Nhưng nếu người ta ghi một điều đặc biệt hơn là Bergigian, khám răng, hoặc là master, hoặc mắt thì nó chỉ chuyên về mắt thôi đúng không các bạn? Răng là chuyên về răng thôi. Đó là những cái phòng khám mà chúng ta phải chú ý. Hoặc là ví dụ như có một số phòng khám người ta ghi về hai oan là động vật rồi, chúng ta phải chú ý những phòng khám mà chúng ta không khám được. Bây giờ các bạn mà đi rổ răng mà các bạn vào phòng khám thông thường có ai ta khám cho các bạn không? Không mà đúng không? Không. Cô từng đi khám, không phải cô không biết, mà 12 giờ đêm lúc đó ba cô ở Việt Nam sang và lúc đó thì ông bị cái răng của ông giống như tuổi già ấy, tự nhiên lại lất ra một nửa, còn một nửa nữa thì nhất định phải rổ đi, không rổ nhìn nó rất là buồn cười và nó lại đau nữa, nên bắt đầu cô đưa ông đi rổ mà ông đấy không chịu được nửa đêm rồi, ông rất là đau. Thì cô mới đưa ông phòng khám răng nó không còn mở rồi, cô đưa tới phòng khám thông thường và cô hỏi rằng là ở phòng khám thông thường này có thể là ví dụ như là nhổ răng gì không, mà người ta không khám đâu các bạn, người ta không khám, người ta cùng lắm ta cho các bạn thuốc giảm đau thôi chứ không khám các bạn nhé, không khám, răng là không chuyên về cái phòng khám của người ta. Thì đó là cái vấn đề các bạn cần chú ý. Còn đi khám bác sĩ thì như các bạn đã biết rồi, sen nạ jumbo doctor hoặc là sen nạ té ngộ doctor, tôi muốn gặp bác sĩ, tôi muốn khám bác sĩ, đó là những cái câu mà chúng ta có thể sử dụng. Còn các bạn đi khám bác sĩ thì tất nhiên nếu như mà chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải cầm theo cái gì để khám? Passport, hoặc là người bên này thì phải dùng IC, con chúng ta thì phải dùng cái MyKids hoặc là cái gì đó chúng ta mới khám được, đúng không nào? Khám được. Còn nếu các bạn từng đến rồi thì không sao, các bạn chưa đến nhất định phải có thông tin cá nhân. Phần này bạn Nhung bạn sẽ đi khám bác sĩ nhé, cô sẽ đọc phần hội thoại. Bagai mana dengan kesehatan awak? Có vấn đề gì với sức khỏe của bạn vậy? Bagai mana dengan kesehatan awak? Saya rasa sakit kepala, tôi cảm thấy là đau đầu. Dan sangat penat, và rất là mệt mỏi. Ada apa lagi tak? Còn gì nữa không? Ada apa lagi tak? Semalam saya ada batuk. Hôm qua tôi có bị ho này. Sekarang saya hidung tersumpat. Bây giờ thì tôi bị tắc mũi. Sakit tekak.
Viêm họng, đàn bần ninh và nhức đầu, chóng mặt đó. Giang ăn rì sau, đừng có lo lắng nè. Say a can bơ mơ rích xa an. Cơ si hà tan ôn tụ áo ạ. Ăn áo ạ nhé. Ăn đa này thì sử dụng với cái đối tượng là không biết là ai thôi. Còn trong trường hợp này sử dụng áo ạ cũng được. Giang ăn rì sau, say a can bơ mơ rích xa an. Cơ si hà tan ôn tụ áo ạ. Yên tâm, bây giờ tôi sẽ khám và kiểm tra sức khỏe cho bạn. Saya punya penyakit sirasta. Cái căn bệnh của tôi nó có nghiêm trọng không? Awa blue. Blue là cần các bạn nhé. Awa blue. Awa blue rehat. Bạn cần phải nghỉ ngơi nè. Dan minum air lebih và uống nhiều nước. Saya akan bagi prescripsi sekarang. Tôi sẽ cho đơn thuốc ngay bây giờ. Ya, terima kasih. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Sama sama. Thì đây là cái cách mà chúng ta khám bác sĩ thông thường thôi. Còn thường thường thì đi khám bác sĩ chúng ta sẽ nói nhiều hơn và bác sĩ có dặn uống thuốc ra đó, y bác sĩ có dặn y tá uống thuốc ra làm sao thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập thêm. Bây giờ các bạn cùng nhau đọc cái bài này cho cô nhé. Hình như là cô thấy không có từ mới, chỉ có mỗi cái từ blue này thôi. Không biết là các bạn đã gặp chưa. Còn chưa gặp thì chúng ta chú ý. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài này. Đọc xong rồi thì chúng ta cùng nhau thực hành. Chúng ta chuẩn bị, chúng ta tự dùng các hình dung liên tưởng nghĩ ra cái cách mà chúng ta đi, từng đi khám bác sĩ các bạn nhé. Cô mời Huyền và Mandy đọc cho các bạn nghe nào. Các bạn khác chuẩn bị nhé. Mandy làm bác sĩ đi. Ok. Bagaimana dengan kesehatan awak? Saya rasa sakit kepala dan sangat penat. Ada apa lagi tak? Semalam saya ada batuk. Sekarang saya hidung tersumbat, sakit tekak dan pening. Jangan risau, saya akan pemeriksaan kesihatan untuk awak anda. Saya punya penyakit serius tak? Awak perlu rehat dan minum air lebih. Saya akan bagi preskripsi sekarang. Ya, terima kasih doktor. Sama-sama. Ok, cảm ơn hai bạn nhé. Mời Lương nè, đọc bài cùng với lại Hồng nè. Dạ. Chị Hồng ơi, chị đọc trước hả chị? Dạ. Hồng? Dạ, cũng được. Bagaimana dengan kesihatan awak? Saya rasa sakit kepala dan sangat penat. Sakit kepala ni? Ya, kepala. Ada apa lagi tak? Semalam saya ada batuk. Sekarang saya hidung tersumbat, sakit tekak dan pening. Jangan risau, saya akan pemeriksaan kesihatan untuk anda. Saya punya penyakit serius tak? Awak perlu rehat dan minum air lebih. Saya akan bagi prescripsi sekarang. Ya, terima kasih doktor. Sama-sama. Ok, cảm ơn hai bạn nhé. Mời Trang là đọc bài cùng với lại Mai nè. Bagaimana dengan kesihatan awak? Saya rasa sakit kepala dan sangat penat. Ada apa lagi tak? Semalam saya ada batuk. Sekarang saya hidung tersumbat, sakit tekak dan bening. Jangan risau, saya akan pemeriksaan kesehatan untuk anda. Saya punya penyakit serius tak?
Awap belu rehat dan dan minum air lebih. Saya akan bagi berkisi sekarang. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Ok, cảm ơn hai bạn nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập bên này, sau đó chúng ta sẽ thực hành. Ví dụ như là các bạn hoàn thành những câu này nè. Ví dụ bây giờ từ nào là từ mới thì cô sẽ chỉ ra. Đó là ví dụ như từ này từ mới này. Viêm họng sổ mũi khó thở buồn nôn thì ngay chúng ta vừa mới học, nhau có thể nhìn sách để ghép vào. Còn những cái mà chúng ta đã học rồi thì cùng nhau dịch nào. Ví dụ như là bạn bị đau ở đâu chúng ta sẽ nói như nào? Câu này chúng ta học hết từ vựng rồi nào. Awa sakit mana? Yeah, awa sakit di mana? Không nào, awa sakit mana? Cũng được, awa sakit mana? Câu thứ hai thì tôi bị viêm họng nào. Saya sakit tekak hidung. Hidung berai. Berai susah. Susah nafas. Dan mau muntah. Dan mau muntah. Nào nào và muốn buồn nôn. Tiếp theo là tôi sẽ nào. Saya đi. Pemeriksaan. Untuk awak sekarang hoặc là bagi awak sekarang, kasih awak sekarang, nó đều giống nhau. Awak gì đây? Belu. Pemeriksaan. Ujian darah. Mau cho thêm từ mới vào thôi. Tôi bị sốt cao nào. Saya ada demam tinggi. Ya, saya ada demam tinggi hoặc là saya demam tinggi là saya demam tinggi hoặc là saya ada demam tinggi, tôi bị sốt cao. Cái câu này thì có rồi, yên tâm tôi sẽ kê đơn thuốc cho bạn có trong phần hội thoại này các bạn nhé. Hít vào và thở ra một cách chậm chậm nào, hít vào thì nói sao? Nafas dan perlahan-lahan. Chúng ta thuộc từ vựng ra ghép vào thôi. Bạn cần nghỉ ngơi, câu này khó rồi. Áo họa gì? Áo hoặc lưu rửa hạt. Có bị chóng mặt không? Được bần ninh tạ. Ada bening tak? Awak rasa ada bening tak? Bạn cảm thấy có chóng mặt không? Awak ada bening tak? Để giống nhau tùy các bạn. Tôi chỉ bị sốt nhẹ thôi nào. Bạn chỉ bị sốt nhẹ thôi. Demam ringan saja. Demam ringan saja. Đó là bạn chỉ sốt nhẹ thôi. Thì đây là những câu để chúng ta có thêm vào phần hội thoại. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi khám bác sĩ nhá. Cùng nhau đi khám bác sĩ nào. Mời các bạn nào, cô sẽ gọi từng bạn một nhé. Cô sẽ giúp các bạn khám bác sĩ nào. Đại diện bây giờ hôm nay cô đổi nghề làm doctor là. Đó nào, cô đổi nghề doctor là. Mời các bạn nào, bạn có thể là khám bác sĩ nào. Em thử xem. Mời em. Vợ em dẫn con em đi khám bệnh. Em thử. Đúng rồi, em đi khám bệnh nào thì em sẽ nói chuyện với bác sĩ như nào nào. Hai. Giờ vô phòng khám rồi cô. Vô phòng khám, đúng rồi, vô phòng khám rồi, đúng nào. Nếu như mà chưa vô phòng khám thì ở ngoài em là y tá ra sao? Hai ca, saya nak tengok doktor. Oh, awak nak tengok atau awak punya anak? Semalam anak saya ada. Bukan. Dengar dulu. Awak nak tengok anak atau awak punya anak? Anak saya mau tengok doktor. Oh, anak awak nak tengok doktor. Boleh bagi saya punya, dia punya IC. Saya nak data dulu. Ya, ada. Oh, awak duduk dan tunggu sebentar. Sudah masuk, sudah jumpa doktor lah. Macam mana sama awak punya anak? Sakit apa? Awak punya anak ada apa sakit? Hoặc là awak punya anak sakit apa? Semalam anak saya ada hidung tersumbat dan ya. Hidung berai. Ya.
Semalam sampai sekarang kan? Hari ini anak saya ada batuk. Oh, sudah dua hari lah. Macam ini sudah dua hari lah. Ya, ya dua hari. Oke. Doktor, anak saya punya penyakit serius. Tunggu saya nak pemeriksaan untuk dia dulu. Tengok dia ada demam ke macam mana. Tunggu sekejap ah. Ya, ya. Saya sudah pemeriksaan. Saya tengok dia punya tekak dalam sudah bengkak lah. Dari dia macam ini dia ada sakit demam ringan sahaja. Belum makan ubat lah. Doktor, anak saya boleh pergi ke sekolah tak? Oh, macam ini awak kasih dia rehat satu hari dulu lah. Tengok dia macam mana, esok baru bagi dia pergilah. Kalau makan ubat, dia tak ada baik, baru bawa dia datang sini lagi. Kalau dia baik, boleh kasih dia datang sekolah lah. Okay lah. Faham tak? Faham. Saya faham. Okey, sekarang awak keluar tunggu itu misi bagi ubat, balik kasi anak makan ubat, ikut jam ah. Ya, ya. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Mẹ đưa con đi khám được rồi đúng không các bạn? Bạn khác thì sao nào? Bạn khác thì sao? Mai chưa đi khám được, Huyền có đi khám được không? Dạ, Huyền cũng nhắn là ok đúng không nào? Từng đi khám bác sĩ bao giờ chưa? Từng đi khám bác sĩ bao giờ? Đi một mình bao giờ chưa? Em chưa đi, em chưa đi mình, nhưng mà nếu mà đi chỉ gặp người Hoa hay đi đến chỗ người Hoa để khám. Ồ, thì em từng nói như thế nào với người Hoa? Em từng nói lại em nói bằng tiếng Mã lại nào. Thực ra thì đi khám thì cách đây vài năm rồi nên quên không biết khám cái gì. Chỉ là đi, em ít khi ốm lắm. Chỉ có lúc đẻ thôi. Đi rất là bác sĩ. Đúng nào, không ai muốn ốm cả các bạn. Không ai muốn ốm của đi khám bác sĩ cả đúng không nào? Ok, bây giờ đặt giả thiết. Cô cứ hỏi em đi, cô hỏi em để em trả đặt lời. Giả thiết đi. Đặt giả thiết là hôm qua em có ăn cái gì đó và tự nhiên em cảm thấy đau bụng. Và đến ngày hôm nay thì em cảm thấy là tiêu chảy này. Rồi ví dụ như vậy đúng không? Tiêu chảy và cảm thấy nó hơi mệt mỏi thì em sẽ nói như nào bác sĩ? Hôm qua em ăn cái gì em không nhớ rồi, nhưng mà em ăn xong thì em cảm thấy là nó buồn nôn này, rồi nó bị tiêu chảy này, rồi đến ngày hôm nay thì rất là mệt mỏi đấy. Selamat pagi dokter. Saya semalam saya ada makan makan sedikit nanas lah. Tunggu 30 minit saya perut ada sikit sakit dan ada sikit muntah, ada cirit birit. Sekarang ada sikit pening. Ok, hiểu nào. Thì cái câu đó thì rõ thì cũng rõ nghĩa, nhưng mà nếu semalam saya ada makan sedikit nanas. Hôm qua tôi có ăn một ít dứa, phải không nào? Ít dứa. Lepas tu, sử dụng từ lepas tu cho so cái từ là lepas tu thay cho cái từ là vừa nãy em sử dụng cái gì nhỉ? Tunggu sekejap hả? Hay là cái gì? Cái gì nhỉ? Em quên là nói xong mà quên này. Em nói là mấy giờ rồi bắt đầu đau bụng. Em sử dụng cái từ pasto. Em nói hình như là qua 30 phút là đau bụng, nhưng mà em dùng từ có thể là không đúng. Tunggu 30 minit lagi. Vừa nãy hình như em nói cô nghe có cái từ tunggu đúng không nào? Thì chúng ta không sử dụng cái từ tunggu, nó là chúng ta sử dụng từ lepatu. Lepatu 30 minit saya ada rasa sakit buruk. Sau 30 phút tôi cảm thấy là đau bụng, đúng không nào? Lagi mau muntah, lagi mau muntah, nó có nghĩa là còn thêm cái hành động mà chúng ta buồn nôn. Ngoài cái việc buồn nôn ra thì chúng ta còn làm gì? Saya ada chirit birit lagi.
Sampai hari ini pun belum sehat, saya sáng lại burnout đang bình minh. Đó là hôm nay vẫn còn chưa có khỏi và tôi rất là mệt, nhức đầu. Đó là cái cách mà chúng ta miêu tả với bác sĩ nhá, là cách chúng ta miêu tả nhá. Thì ví dụ bác sĩ sẽ tất nhiên là sẽ khám cho em thuốc rồi, đó là thì đó là cái phần bác sĩ sẽ nói, đấy là cái cách mà chúng ta miêu tả căn bệnh. Ví dụ bây giờ trong Mai nè, hôm qua em có hôm qua không phải do ăn uống nữa, đó là hôm qua thì đang ngủ thì em cảm thấy rất là đau đầu và em thức dậy. Đó là đang ngủ đau đầu thức dậy và suốt đêm nó không khỏi và đến bây giờ thì em cảm thấy hình như là nó đau đầu nó không có giảm và nó còn tăng lên và em rất là mệt mỏi. Em sẽ nói sao với bác sĩ để diễn tả cái hành động đó. Sao dài quá. Tối qua, đúng là tối hôm qua đang ngủ, đúng là tối qua đang ngủ 12 giờ thì em cảm em bị thức dậy bởi vì em rất là đau đầu. Và đến ngày hôm nay, đúng không nào? À, đau đầu, sau đó em có uống 2 viên thuốc Paracetamol, sau đó rồi em đến sáng nay không khỏi. À, rất là mệt mỏi, thì em sẽ nói sao? Em sẽ nói như nào ấy bác sĩ? Cảm ơn em, saya tidu ada đau đầu không con? Ada saya cảm ơn em, saya tidu saya ada sakit kepala. Thì cái câu đó thì em nói thì nó người ta hiểu nghĩa nhưng mà nó sẽ rõ hơn nếu như em nói là semalam saya sudah tidur tapi saya ada rasa bening kepala sakit kepala saya bangun. Thì chúng ta sẽ nói như vậy nó sẽ dễ hiểu hơn, có nghĩa là hôm qua tôi đang ngủ mà tôi cảm thấy nó bị đau đầu thì tôi mới thức dậy, đúng nào, bị đánh thức dậy, đánh thức dậy. À, tôi đã uống 2 viên thuốc Paracetamol rồi thì nó sẽ sao? Saya ada minum thuốc. Saya ada minum dua gì? 2 viên là gì? Cô từng dạy các bạn rồi. PG. Dua PG upam. Ok. Dừng. Nào, cô sửa chỗ này đã. Saya ada minum, nó là minum là từ của Việt Nam, nó là uống thuốc nhưng mà chuyển sang Mã Lai. Các bạn từng nói tiếng Hoa rồi, tiếng Hoa các bạn. Tiếng Hoa thì các bạn nói sao? Tiếng Hoa nói sao? Chứ là ăn mà ăn thuốc chứ có ai uống thuốc đâu các bạn đúng không? Đó là suy tiếng Hoa ra thì tiếng Mã cũng vậy. Makan ubat, nhớ cho cô nhé, không phải là minum ubat. Saya sudah makan 2 biji upat penado. Cô ơi, nếu mà thuốc bắc đó, thì mình nói là uống được không cô? À, thuốc bắc thì nói là uống hoặc là thuốc kho thì nói là uống. Nhưng mà thuốc kho nước thì tất nhiên chúng ta uống mà chúng ta không ăn. Thuốc bắc nói là uống. Saya ada minum upat chile. Đó là thuốc uống, nước thì mới uống được các bạn nhé. Còn thuốc viên là phải ăn nhé. Viên là ăn không phải uống, uống là ngôn ngữ tiếng Việt, còn thuốc uống thì được. Ví dụ như là bác sĩ mà cho con các bạn cái nọ sizoho thì bác sĩ sẽ nói là bagi dia minum satu hari dua kali, cho bạn ấy uống một ngày hai lần, người ta sẽ nói như vậy các bạn nhé. Người ta không nói là ăn thuốc đâu. Thuốc uống thì không có ăn, đúng không nào? Thuốc ăn thì không có uống, đó là cái cách mà chúng ta nói. Ví dụ như nói là đến bây giờ vẫn chưa khỏi thì sẽ nói sao? Giống như đang trong cái trường hợp của bạn Mai mà bạn uống 2 viên thuốc Paracetamol mà đến bây giờ vẫn chưa khỏi, rồi đến cái lúc bạn đang đi khám bác sĩ vẫn chưa khỏi thì nói sao? Chưa hết đau đầu. Sampai sekarang belum habis sakit kepala. Yeah, đó là sampai sekarang pun belum habis sakit kepala lagi. Đó là hoặc là sampai sekarang saya kepala pun sakit lagi. Đến bây giờ đầu tôi vẫn tiếp tục đau. Đó nào? Saya tak tahu macam mana, không biết là như nào nữa. Tolong saya tengok lah, giúp tôi xem đi, đúng là giúp tôi khám đi. Thì bác sĩ sẽ giúp tôi khám cho em thôi. Thì đó là những cái tình huống chúng ta đặt ra như vậy chúng ta đi khám bác sĩ. Đi đây nha, đó nè, các bạn sẽ làm gì cho cô? Tự mình nghĩ ra, từng đi khám, nếu như mà ai ít bệnh, ít đau quá thì phải dùng cái tình nguyên tưởng thôi. Chứ không ai muốn là bị bệnh cả, đúng không các bạn? Cô cũng muốn là cô bị bệnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng hình dung liên tưởng, chúng ta liên tưởng là chúng ta từng đi khám bác sĩ cho con chúng ta, hay là cùng đưa mẹ chồng cho đi khám. Ví dụ như là mẹ chồng cô thì không biết nói tiếng Mã chẳng hạn, đưa đi khám toàn cô nói thôi các bạn. Thì hoặc là các bạn từng đưa các bạn mẹ chồng này, đưa con này, hoặc là từng đi khám với ai rồi, các bạn từng nói chuyện như nào rồi, nói bằng tiếng Hoa rồi thì chuyển lại tiếng Mã cho cô và viết lại cuộc hội thoại đó, và có thể đọc lại cuộc hội thoại đó cho cô nghe được không?
Và tuần vừa rồi thì rất là hoan nghênh bạn Hiền nhá, làm bài rất là tốt, đúng không nào? Làm bài rất là tốt. Các bạn thấy làm bài rất là tự tin, làm đến đâu nói đó không cần học đúng không các bạn? Đó là cách các bạn thuộc bài đấy. Các bạn thấy bạn quay trong nhà rất là, cô rất là thích cái video đó, đúng không? Cô rất là thích video. Đêm qua cô mới làm, cô xem và cô có đăng lên trang của trang dạy tiếng Mã của cô và cô có đăng lên. Và cô thấy là cách làm bài của bạn không phải là bạn học mà không phải học theo công thức mà học theo cái sự hiểu biết và thuộc, rất là thuộc bài. Nói đâu nhớ đó và nói là bây giờ em không nhớ ra cái gì nữa, em cũng vẫn nói bây giờ em không nhớ gì luôn đúng không nào? Em thích nãy chối cái chị Quyền nha. À đúng rồi. Đó là cái cách chúng ta học bài đó nhá. Bạn nào mà còn thiếu bài tập của cô thì làm, không phải là cô kêu các bạn làm bài tập nó không có lý do đâu. Đúng là làm bài tập để chúng ta luyện tập. Nếu như các bạn đã làm bài tập rồi có nghĩa là các bạn đã thuộc bài. Còn các bạn chưa làm bài tập thì có thuộc mà chúng ta không nói ra thì nó không có nhớ được, nên bắt buộc làm bài tập cho cô. Và trong cái thời gian này thì chúng ta học rất là chậm thôi, nên là nhớ là làm bài tập nhé. Chậm quá mà chúng ta đâu có thời gian bận đâu đúng không các bạn? Làm bài tập cho cô nhé. Những bài của những bạn cũ thì cô không ép buộc, đúng là những bài cũ thì nếu như là muốn có thời gian mà chúng ta muốn nhớ lại bài, chúng ta có thể quay video để giúp các bạn chúng ta xem, bạn chúng ta học. Còn nếu như các bạn mới thì bắt buộc nhé, đây là bài tập bắt buộc. Còn những bạn cũ, nếu như các bạn có thời gian, các bạn muốn quay video, chúng ta muốn làm những cái video thật tốt để chúng ta giúp bạn chúng ta xem bằng những cái video đó. Ví dụ những cái video của các bạn rất là giúp ích cho các bạn khác đó các bạn. Đôi khi cô đăng lên trang, một số các bạn toàn học qua trang của cô, các bạn đi xem những cái bài đó các bạn có thể học được. Hoặc là chúng ta quay video để lấy động lực cho những bạn khác học. Khi các bạn khác mà thấy bạn nói rất là giỏi, người khác sẽ có tinh thần để chúng ta học. Thì đó là cái cách mà các bạn làm. Còn những bạn mới là bài tập bắt buộc nhá. Cô nhắc luôn Tường Vi vắng mặt và Thiện vắng mặt nhá. Đây là bài tập bắt buộc, các bạn bắt buộc phải làm cho cô nhá. Nhớ chưa nào? Trang nữa chưa thấy trả bài tập cô nhá. Hồng. Em quay rồi nhưng em chưa gửi lên. À, quay rồi gửi lên cô không chấp nhận, bắt buộc phải gửi lên, cô thấy đã được không nào? À, cô đều thấy video của các bạn và trong cái thời gian này thì cô cũng nói rồi, đúng không nào? Đôi khi cô ít đến nhóm nói chuyện với các bạn, nhưng cô khi mà buổi tối đến cô vẫn làm, cô xem video các bạn. Và không khi nào mà các bạn gửi video cô không xem mà cô nhận xét đâu, đúng không nào? Cô đều xem qua hết, đúng không nào? Và cô xem từng cái cô nhận xét, chứ cô không xem mà cô nhìn thấy cô nói là ồ em làm bài tốt lắm thì không có, cô không có thói quen như vậy. Nào, khi nào cô xem rồi cô mới nhận xét, đôi khi cô lướt qua rồi nhưng cô không có thời gian xem, cô sẽ để nguyên, cô không nói gì cả. Khi nào cô xem rồi cô mới nói các bạn nhé. Thì về nhà làm bài tập cho cô và học thuộc. Tuần này thì chúng ta chỉ học một buổi này thôi các bạn nhé. Tuần sau thì thứ ba cô sẽ trở lại Malaysia rồi. Và nếu như mà không có gì thay đổi thì thứ tư chúng ta sẽ học. Đúng không nào? Thứ tư chúng ta sẽ học. Còn thứ sáu có học được hay không thì cô không biết nữa. Tại vì cô sang cô có bận một cái đại hội. Nên là chúng ta sẽ thứ ba thì chắc chắn là cô sang thì thứ tư chắc là chúng ta học được. Đúng không? Thứ tư chắc là không có vấn đề gì nhé. Ok, chúng ta sẽ tạm biệt nhau và nhớ là ôn bài trên nhóm nhiều hơn và chú ý là học tập tinh thần của bạn Mandy rất là tốt. Ngày nào cũng nói chuyện trên nhóm, vào nói chuyện với cô nhá. Bạn nói chuyện giỏi quá, cũng ngại quá, không biết nói gì. Không có gì là... Hari, Hari, sendiri, cha cao, hoặc sang sama gila. Ngày nào cũng ngại. Tabaya malu, đó là tabaya malu. Au, cha ca, apa, cha cap sa chưa? Hiểu câu này không các bạn? À, hiểu cơ. Đừng có mắc cỡ, muốn nói gì thì nói. Nhưng mà không cần phải xấu hổ. Chúng ta muốn nói gì thì nói thôi. Ok nhá, về nhà làm bài, học bài và nói chuyện trên nhóm nhiều hơn cho cô. À, các bạn thấy Mandy nói thì đừng để bạn ấy buồn. Đôi khi cô xem bạn nói mà cô thấy hơi buồn một tí. Đâu có ai nói với bạn đâu, đúng nào? Tại sao? Nói chuyện với bạn của cô nhá. Nhớ chưa nào? Biết rồi, em quen à. Mandy không phải nói chuyện trong nhóm của chúng ta đâu. Mandy nói chuyện ở các nhóm khác. Nếu như mà các bạn có tất cả các nhóm của cô thì các bạn sẽ thấy sự cố gắng của Mandy. Tại sao mà cô khen bạn Mandy đúng không nào? Không phải trong nhóm này đâu các bạn. Bạn còn một số nhóm khác, bạn ấy vào và sáng nào bạn cũng nói. Bạn ấy còn nhiều tài cháu lắm. À, và nhóm rồi nói xong rồi không ai nói lại, bạn ấy cũng vẫn nói tiếp. Đó là cái mà kiên trì đúng không nào? Nhá. Ok, bây giờ còn nhớ tạm biệt nhau thì nói như nào không nào? Selamat tinggal. Jumpa lagi. Terima kasih semua orang. Ya, sama-sama. Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Chào các bạn.